Hello, Tâm xin kính chào tất cả mọi người đang xem video trên kênh. Thì hôm nay Tâm sẽ quay lại chia sẻ một vấn đề liên quan tới chúng ta kết nối mạng Wi-Fi Internet ha. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ cách làm sao để cho các bạn lấy lại cái mật khẩu Wi-Fi nhà các bạn trong cái trường hợp mà chúng ta lỡ quên không nhớ được cái mật khẩu Wi-Fi nhà chúng ta là gì. Thì bạn có thể làm trong một trong hai cách sau. Thì cách thứ nhất, chúng ta sẽ mở máy tính lên. Thì Tâm nhắc lại là cái video này chỉ dành cho nhà các bạn nào có máy tính nha. Thì máy tính đó chúng ta đang kết nối với cái mạng Wi-Fi hiện tại. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ khởi động máy tính lên. Máy bàn hoặc là laptop đều được. Thì chúng ta mở máy tính lên và bạn chú ý ở phần này. Ở đây là cái biểu tượng Wi-Fi, góc phải màn hình ở dưới này là biểu tượng Wi-Fi. Thì chúng ta cách một, chúng ta bấm di chuyển con chỏ chuột đến cái biểu tượng Wi-Fi ở đây và chúng ta bấm chuột phải. Chúng ta chọn dòng thứ hai này. Và sau đó chúng ta sẽ chọn tiếp cái dòng này. Khi bạn đến bảng này rồi bạn chọn vào cái tab này. Khi chúng ta đến đây chúng ta bấm vào cái tab Security này. Thì tới đây chúng ta sẽ thấy được cái mật khẩu Wi-Fi hiện tại mà chúng ta đã quên. Tới đây các bạn bấm vào chỗ này, bấm tiếp vào đây thì nó sẽ hiện được cái mật khẩu Wi-Fi hiện tại của chúng ta là cái gì, nó ở đây ha. Đó là cái thứ nhất. Nếu bạn không thích làm cách này thì chúng ta có thể làm cái thứ hai. Thì cũng tại cái màn hình này bạn bấm vào đây. Chúng ta bấm chuột trái vào biểu tượng Wi-Fi này. Ở đây chúng ta thấy cái dòng connected này, tức là cái mạng Wi-Fi nó đang kết nối là mạng này ha. Khi đó bạn bấm vào đây. Bấm chuột phải vào cái dòng này và chúng ta bấm chọn dòng property. Thì cách này nó sẽ nhanh hơn các bạn ha. Khi đó bạn sẽ thấy ngay cái bảng này. Chúng ta bấm vào đây. Chúng ta sẽ hiển thị được cái mật khẩu Wi-Fi. Thì đây để cho dễ nhớ chúng ta nên chép cái mật khẩu này ra ngoài luôn bằng cách là chúng ta tô hết và chúng ta bấm copy ở đây ha. Và ra màn hình desktop chúng ta có thể tạo một cái test bằng cách này ha. Tích đọc cho mình. Thì đây bạn có thể lưu mật khẩu ở đây. Để sau này chúng ta có lỡ quên chúng ta cứ vào đây xem là ok ha, không cần phải làm các bước như nãy. Thì tại màn hình này chúng ta bấm chuột phải vào và bấm dán ở đây. Đây là mật khẩu của chúng ta ở đây nè. Và để lưu lại bạn bấm vào đây và bấm save ha. Tên thì chúng ta đã đặt sẵn ở đây rồi. Và sau này lỡ mà có quên thì chúng ta cứ vào màn hình desktop thì chúng ta tìm lại thôi, nó đây ha. Chúng ta bấm vào đây là chúng ta xem là cái mật khẩu nó có sẵn ở đây. Thì tới đây Tâm cũng xin kết thúc video nha. Hy vọng là cái video ngắn này nó sẽ giúp ích cho các bạn nào nếu lỡ như chúng ta quên mật khẩu Wi-Fi nhà chúng ta và có thể tìm lại bằng cách này nhé. Cảm ơn các bạn.